Chúng chớ buồn lo tích đức, chờ ta chốn hẹn hò thầy kia mình tới đức để gặp ngài thầy trở lại. Mà chừng nào thưa thầy chỉ luôn à? Thầy nói là hò hẹn thánh tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Thì để tam thế chiến này ở biển Đông mà bùng nổ thì chúng ta sẽ gặp với thầy liền, là non thằng gian chuyển khùng ngồi sứ thân, thì nó khắc chiếc cái vàng đen ở vùng núng cấm là vô chữ thằng sẽ nổ. Nên cụ chân trình ngài mới tiên tri đó, ông nói là năm châu nổi sóng một khi, thiền bay khói tỏa tử thi như bèo, mưa dầu nắng lửa sấm reo, hai lồi sâu xéo quạ gieo dân lành, hay là trục kia chỗ dưới đồng minh, hai sông khô cạn nhật tên rạng ngời, ra quai đến dẹp mọi nơi, thì năm châu bốn biển thay phơi chập chồng. Mà bây giờ nó đã ràng mé hết trơn rồi, mà thầy nói tuồng đời như pháo châm ngồi, bá gia yên lặng mà coi khùng này, khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dễ đầy rõ việc thiên cơ, điên đây còn dại còn khờ, mà yên lặng như tờ có chúng làm sao, bá gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Mà bây giờ đâu quý vị thấy, có bây giờ lớp tao chết thì tùm lum hết trơn rồi, là bệnh hoạn bây giờ nó cùng xứ cùng trời hết trơn. Mà ông ba cho biết á, là giặc tằng có chỗ đó, giặc thổ có nơi, mà loạn động binh trời đó không phương nào tránh à. Thành thử ra là cái kỳ này không còn phương tránh được. Thành thử ra trong cái tam sử đó là tiền sử lớn trái mây hàm, ngày xưa Đức Cố, Đức Nguyễn và quan là cụ đồ quánh pháp hồi xưa đó, dùng là láng trái rồi dùng mới thưa đó, gọi là tiền sử. Cái sử thứ hai đó là trung sử Đông Lộ, hết làm hết ăn, là cái nơi cái Di Linh, cái trận Quảng Trị là mùa hè đỏ lửa năm 72, trận Bình Long An Lộc đó. Và còn cái sử thứ ba này đó là hậu sử Văn Giáo Giáo Văn, thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, hay là kẻ thị phi niệm Phật qua đường, qua lộ Văn Giáo như phường Quyết Lưu. Thì những cái đó là các ngài tiên tri trước, mà bây giờ đó là không thể nào suy dịch được, bởi vì ở trên đó là cái lộ Văn Giáo mà dưới này là Giáo Văn. Lúc bây giờ là chúng tôi có dẫn đoàn để núi đó, là ghé thắt gán vô thì thấy cấm cái bảng đó, là trên Văn Giáo là lễ này Giáo Văn luôn. Còn cái sông mà Rạch Thần Thảo mà đi đó là đem ra ngoài đó, là múc tới ngoài gần tới cầu đó là múc không được rồi, nguyện giấy đó là múc lên tấm bảng để con sông Mân Thới. Như vậy thì bây giờ đó là các ngài đã tiên tri trước rồi, thì cái việc tới này nó phải có thôi. Mà Đức Thầy đó, ngài đã tiên tri rất là nhiều, dạo ba tiên tri rất là nhiều. Ông ba ông cho biết á, Phật độ cho mắt con trâu thôi, là từ đây tới cuối năm nay thôi, thì tam thinh xuất hiện đâu đâu giữ mình. Mà Đức Thầy đã nói trước rồi đó, Đức Thầy nói là coi ai có chứa bầu nhiệt huyết, dùng đậu màu của giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh mà e đó bá tánh ăn năn đã muộn, thì bây giờ để chúng ta phát tâm cũng đã muộn rồi, chứ không còn nghĩa là kịp với thời gian nữa. Còn bây giờ chúng ta còn tu kịp, bị chừng nào nổ mới là không kịp. Còn bây giờ chúng ta tu được kịp hết, kịp với thời gian hết. Mà cái kỳ này để thầy cho biết là cứu liên hiền à, chẳng cứu người hung mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nếu mà để tam thế chiến này bùng nổ thì để thầy cho biết là ôi khổ thảm bốn bề, sống dậy dòm đừng trời, lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật là tài sản mà điền viên là giường ruộng, thần thông biến quá với miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, chắc hồn kẻ bạo diêm dương lực trần, nhìn xa nó mắt rưng rưng thương đời, ngôn mũi trầm lưng hoài hoài, ta hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng có cút khỏi khỏi kêu. Như vậy thì Đức Thầy khai đạo cũng vào mùa hạ, mà mùa hạ năm nay cũng là hết cái thời gian để các ngài nuôi dưỡng. Như vậy thì giờ còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré mọi nơi, dòm xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách rời cõi mê, để nó diệt thảm thê rồi thê thảm. Thầy nhỏ cái thảm thê là thêm cái thê thảm nữa. Mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta hết sức miệt mài dạy khuyên, thơ với phú thần tiên văn bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai, chỉ còn có cách là chúng ta ráng tu tỉnh để hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Và từ cái sủ này đổ vì sao mà thầy cho biết là ngũ niên, ngũ niên tức là năm năm đó, ngũ niên diễn lự, từ cái tí sủ dằn mẹo thìn đổ dài sao đó, diễn là xảy ra lự là lo. Mà lo cái gì quý vị? Lo đói đau rồi nghèo khổ tới, chứ không còn nào mà tồn tại mãi hoài được đâu.
ngũ niên dựng lữ cơ hàng đến chừng khôi phục hớn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật, cõi tiên trồng mai liễu trúc cảnh duyên phe màu. Ngũ văn năm sắc năm màu kỳ quy nọ phụng lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chuyển lưng, cảnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Và còn một cái ý nữa là quan trọng đó, đức thầy ngày xưa có bài toán đố đó, hỏi với tất cả anh em đồng đạo đó, thầy hỏi gì chứ hai lần hai là mấy? Thì anh em đồng đạo nói, dạ thưa thầy, hai lần hai là bốn. Thầy nói đó là toán đố, đó là của chương. Còn bây giờ tôi đố toán đố mà để thầy cầm giấy thầy xé một lần hai, hai lần hai là chỉ có ba thôi. Tại vì đó là đức thầy phân định chúng ta là nếu ai có tu thì vào năm dần mẹo này sẽ về non, dần mẹo sẽ về non là 2023 thôi, là dành cho người tu. Còn ở ngoài đó là còn dài, nó diễn tiến dài tới đó, gọi là cung ly tạm trú ở ngoài dòng cầm thú trương tranh. Vì vậy thì bây giờ đó là ngồi buồn ngõ nước lơm lơm, mùa xuân nước chảy bể ôm, ai ngờ ngã ba có các nhà thờ tại voi lộ lỡ đó, thượng cờ chưa an. Thì ông ba ông về chỗ an bên đó, thì đức thầy chúng ta về bên đây. Mà cái bệnh dịch này đó là khi mà diễn tiến mạnh chừng nào thì chúng ta thấy là cận kề cái ngày đức thầy trở lại rồi, chứ không còn cách nào khác được đó. Thì lớp đây là chết đây rồi, đó là chỗ này chết, chỗ kia chết, chỗ nọ chết. Mà trước đây tôi có ra một cái quan trọng là cái clip vì rồi đó là đức thầy nói sau này cái khóc người la đó. Như vậy thì bây giờ đó là khóc đã có rồi, bây giờ đó là chết gì đó là biết bao nhiêu thành phố rồi, đó là ở Bình Dương rồi dài dài, bây giờ ở đây cũng chết biết bao nhiêu là khóc rồi la. Bởi vì đó là trong cái việc chết rồi đau khổ rồi la, rồi cách ly đó là không ở nhà được, rồi nghĩa là không đi tới lui được. Mà trước đây đó là cái khóc người la đó, dài 3 năm nữa thầy đã đời dạy đạo nó dài vậy, chứ còn 3 năm nữa, năm nữa là chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Mà 3 năm rưỡi đó là vào năm nào thì bây giờ Sửu dần mẹo nửa năm thìn, mà nửa năm thìn là vào tháng 8 năm thìn là tháng Quý Dậu, mà Quý Dậu có Phật Ta Bà và cái dân bá tánh nhà nhà ấm no. Như vậy thì bây giờ đó là theo là sư giải Bán Khoa em cho biết á, 5 năm 6 tháng long đâm kể từ cái Sửu này tí này đổ lên á, thương cho thiên hạ mất dòng gian nan, kẻ thì lạc mẹ kiếm con, ruộng châu đã hết. Năm nay là năm Tăng Sửu, là nếu mà hết năm nay rồi không có làm ăn gì được đâu quý vị. Thì tới cái năm á là dần rồi thì chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm vậy còn gì trời ơi. Nghĩa là ông la trời luôn. Như vậy thì bây giờ đó là ngày đó là đức thầy khai đạo đến nay đó là quãng đường quá dài dặn, nên trong cái bài không không đó chúng tôi xin nhắc lại quý vị kỹ cho quý vị nghe một lần nữa đó. Đại đạo giáo dân dân bất tri, đức thầy đem cái đạo lớn Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ mà dạy cho chúng sanh thời kỳ này không ai tri trơn. Bởi vì thiên tào đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong cái biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đã chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít mà người tội ác quá nhiều. Nghĩa là ác quá nhiều đi. Nên đó là cái năm nay đó là cái năm ông cho biết đó là sổ tội ác thì vô số kể. Còn làm nhân thì quá ít ơi, hội công đồng xem xét hẳn hồi. Cái năm Sửu này ông xét đến trời đó, sai chư tướng xuống răng chẳng thế, năm nay mới răng thôi. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian có nổ thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Thì từ đây tới cuối năm nay là ông răng cho mình có chịu tu không? Không tu rồi thì năm tới là không còn thời gian nữa. Như vậy thì bây giờ đại đạo giáo dân mà dân bất tri, khai năng bạch thác. Chữ khai đạo thầy năm 139 á, là bạch là trắng mà phát là tóc. Tức thầy chúng ta là 101 tuổi rồi. Lễ đăng sinh ngày 25 tháng 1 này đó là 102 tuổi. Thì quý vị thấy cái ông lão mà đi ngoài đường đó là tóc bạc phơ trên đó. Nên đức thầy biết đại đạo giáo dân dân bất tri, khai năng bạch phát. Lúc thầy già là lúc thi cử đó, giờ đang thi cử đó, khai năng bạch phát đại hạ thi, là đại là đợi đó, lúc thi cử đó. Vinh hoa phú quý trung quần mẫu mộng. Quý vị bây giờ cái năm châu thế giới dự chắc như bao không? Ở nơi Vũ Hán, ở nơi Ấn Độ, năm châu thế giới này bây giờ đó là cái bệnh dịch vừa qua rồi, người ta quăng tiền người ta bỏ luôn. Thì bây giờ đó chỉ còn cách là chúng ta nên đó là bố thí, mà bố thí với trì trai giữ giới nữa. Mà thầy cho biết là trách dân còn tiếc lũa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Lũa the đây không phải là quần áo, mà tiền bạc vàng dòng, rồi đó là những cái gì mà chúng ta tạo đất cát cho đó xe tàu bè gọi là lũa the. Nên cái giờ này đó là chúng ta nên cần có những cái sự bố thí cho người nghèo. Chi? Để rồi lập công vào đức.
mà cái kỳ này đó là kẻ hiền đức sau này được hưởng à, phép thần linh của Đức Di Đà lại được gần bể ngọc Long Sa thì coi chư quốc tranh giành cho báo. Kỳ này đó là chúng ta đi vào dự hội rồi coi 18 nước sẽ tranh giành cho báo. Như vậy thì khai năng bệnh phát đại là thi vinh qua phú quý trung hồn mộng kỳ cá quy niên thố nhất kỳ. Cái phân định cho chúng ta đó là cái kỳ này đó là tới thố đó, mà cái người gốc người Tàu đó gọi là thố là mẹo đó quý vị. Mà Đức Thầy nói là kỳ cá quy niên thố nhất kỳ là quyết định chúng ta đến nghĩa là 2023 thôi. Nên Đức Thầy chỉ biết là thêm thời kỳ này tới kỷ 20, 20 năm Canh Tý rồi không còn thêm nữa. Là tới cái lúc này là Đức Thầy chỉ biết là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế đó xử phân cho chúng. Bây giờ đến lúc là xử phân rồi. Vì vậy thì bây giờ đó là chỉ còn thời gian rất là ngắn ngủi mà Đức Thầy chỉ biết là khùng toán biết âm dương kết liễu. Mà âm dương đây không phải là ngày đêm, mà âm dương này đó, năm tới này đó là năm nhâm dần, mà tháng nhâm dần. Năm nay đó là cái năm đó là Tân Sửu, mà tháng 12 gọi là tháng Tân Sửu luôn. Như vậy thì bây giờ đó là năm tới là cái năm nhâm dần, mà tháng nhâm dần. Rồi đến cái lúc mà năm mẹo đó là năm Quý Mão, nam nhâm nữ quý. Nên Đức Thầy chỉ biết là khùng tao biết âm dương kết liễu, thì hai năm đó là kết liễu là xong đời. Mà xong đời rồi thì nói chung đó là chúng ta không còn có cái cơ hội khác được. Bởi vì đây là một cái kiếp sau cùng mà Đức Thầy đã lâm phàm kỳ chót này, không còn cơ duyên khác được. Chứ còn mà kiếp trước thì nói chung là chúng ta tu đó là còn chờ đợi là vị Phật trong cái hệ Vô Sơn Kỳ Hương tu được, gặp Đức Thầy tu được, mà kỳ này đâu còn thời gian nữa. Đó, như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy ngài đó là thương chúng ta và dạy bảo chúng ta một quãng đường dành cho chúng ta quá dài dặn, không còn phải còn chờ đợi nữa. Thành thử là cái kỳ này là cái kỳ mà nói chung là chúng ta chỉ còn hiền đức sau này được hưởng thôi. Và dự hội Long Hoa, mà Long Hoa kỳ này là chọn kẻ tô mi à, người hiền đức á, đặng phò chân Chúa. Mà kỳ này đó là khi mà Đức Thầy khi mà dạo Lục Châu đó, thì Thầy cho biết là ngồi chơi đạo lý bàn hoa, mấy bà có biết lúa mà bay không, có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài, đi nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi đó dành dài ngày sau. Mà về núi lúc đó là sau cái ngày tiếp thu đó là lúa bay đó là nhiều cái lắm lo, lúa là bay rập hết trơn đó, là người ta có chụp được cọc lúa đó là có hai cái cánh. Nhưng mà tiên tri theo lời của ông ba đó, ông cho biết đó là dở sơn tô đó mới thấy muôn nhà đủ vật thực đầy mà cho báo, thì về đó mới ăn cái lúa gạo thầy ba về thôi. Chứ còn ở ngoài này nữa là theo mà là tiên tri của ông ba đó, ông cho biết là sáng cơm chiều cháo qua đèo tứ phương bảy bữa đó, nạn nghèo không cơm nghĩa là hết trơn đó. Mà để thầy cho biết là năm canh luống những sụt sùi. Bây giờ năm canh đó là từ kênh nào đến kênh nào? Bây giờ chúng tôi xin nói thêm về cái năm canh của Đức Thầy ngài nói nghe. Năm canh là sau của cái hợi, năm cái hợi đó thì tới tí một cái canh nè, rồi sủ cái canh thứ hai nè, cái dần canh thứ ba nè, tới mẹo canh thứ tư nè, và tới năm thìn là canh thứ năm. Từ cái tí này trở về sau đó là thầy nói năm canh luống những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang. Bây giờ quý vị thấy coi dở dang trên này, rồi sầu chung giống cái sầu riêng nữa. Sầu chung ta cắt tiếng thang mà phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi. Từ cái tí này trở về sau chúng ta sống ngắn ngủ như con phù du đó, và đứt từ đoạn ruột. Bây giờ quý vị thấy có đứt từ đoạn ruột chưa, nghĩa là bệnh hoạn gì mà cái người thân lại gần không được, rồi nào đó là không có lo lắng gì được trơn, rồi là bệnh ai nó chịu, rồi chết ai nó chịu, cũng không lại gần gì được trơn. Thành thử ra là cái kỳ này là đứt từ đoạn ruột, thành thử đoạn tràn thì thôi. Thì đến lúc là núi sẽ nổ, là bon bon chung dục mới hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa, đầu canh tiếng động bên nhà, mới có đầu canh tí thôi mà động điều trăng này. Thì chờ ba canh một thì gà cái tan là năm canh vào tháng tám của nghĩa là năm thìn tháng dậu. Như vậy thì bây giờ đó là đến lúc đó là cái lúc mà các ngài phải nói rằng là sẽ trừng phạt. Thì trong cái trừng phạt này thì các ngài không còn nuôi dưỡng nữa, thậm chí bây giờ biết bao nhiêu những cái bệnh mà lầm than thống khổ, rồi đó là chết chóc, rồi làm ăn không có được, mà giật giá thì leo thang. Mà Đức Thầy chỉ biết là kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói rồi đau luôn, rất mong mỏi an cư cục lạc nghiệp. Bây giờ mà quý vị muốn ở yên chỗ một không được, tại vì có bệnh ép không rồi người ta chở đi sạch trơn rồi, rồi chuyện nhà, rồi muốn có làm ăn gì cũng không có được luôn đó. Đó, như vậy thì bây giờ đó là
trong cái việc đời mà diễn tiến đầu đó thì thầy giải biết đó là trong cái việc đời mà khi mà xảy ra rồi đó thì thầy chỉ biết là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi mà thương lấy thứ tới hồi khổ não, đứng không yên mà ngồi không yên. Mà cái kỳ này để thầy cho biết là khổ đà đi tới như tên, ráng lo tu niệm mà tìm đành nhân qua. Kỳ này là cái kỳ mà có tu mới hưởng thôi, còn không tu đó là đức thầy nó không hưởng được. Mà thầy cho biết á, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, mà năm 1939 mà thầy khuyên mình niệm Phật đến coi đời, mà coi tới lúc nào mới coi, tới năm Tý trở lên là chúng ta coi đó. Sau khúc này mà chúng tôi lại nói thêm những cái niệm Phật đang coi đời, đức thầy nói là ráng trì tâm. Chữ trì là nắm giữ, mà giữ ngay cái tâm mình á, là tưởng niệm và mong tịnh độ đó. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, tới cái canh Tý này đó là tất cả công việc đều đụng chúng ta hết. Nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, cuộc biến chuyển thiên cơ rất rấp, mà khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Như vậy thì bây giờ chừng núi cấm lầu son lỗ vẽ, thì người già quá trẻ văn ôi, tu hành nắc được thảnh thơi, để xem được Phật được trời báo thai. Vì này chúng ta tu mà đúng pháp rồi thì xem được con Phật được ông trời luôn. Bị kỳ này là thầy chỉ biết là chuyển lập hội Long Hoa, chọn nó đứng tu hành cao con quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo và định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Như vậy thì trong cái thời kỳ này mà chúng ta phải ráng nghe lời dạy của thầy, đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ơi, hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Hay là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đôi đầu khó kiếm lừa điên khùng. Vậy thì bây giờ đó là chúng ta đang đối đầu hết rồi. Vậy bây cờ đã thắt hết rồi, bây giờ chúng ta đang thắt nước cờ hết rồi. Nghĩa là cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Bây giờ những cái danh lợi cuộc sống này đều là con chốt hết, mà chúng ta không còn làm ăn được, gọi là thắt nước cờ. Ai là người quân tử tu mi phải sớm sửa thân mình cho dạng chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng sai chi. Lời cao siêu trên hải gắn ghi, mà ta ra sức rất nhiều bả tánh. Trở lại chân lý thầy ngài nói thêm là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cọp xà, từ đầu của năm dần đến tháng tư tháng năm khó qua lắm. Nên đó là ông sư giả ông Phai ông cho biết đó là sủ dần vốn thiệt hẳn hồi, cầu trời khẳng Phật sống coi lập đời. Hay là sủ dần ông Ba cho biết là sủ dần đa bệnh mà lại còn đa binh, tháng ba mùng chín xuất binh, ngày rằm xuất tướng dạy linh phép màu, đến đâu đá nổ xuống chai, nó cho già trẻ gái trai hay mừng. Như vậy thì cái cuộc đời mà khi diễn tiến rồi đó thì chúng ta không thể nào yên ổn mà ngồi yên được, và chịu không chịu gì cũng phải chịu cái hoàn cảnh là tận diệt nhân gian thôi. Nghĩa là kỳ này đó là lúc là tận diệt rồi, là có ngày không còn nuôi dưỡng nữa. Thì bây giờ đó là chúng ta chỉ còn là ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Bây giờ chỉ có tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc thôi. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Chúng ta yêu cầu mà sống qua cuộc đời thượng quan tới đức, là làm dân Phật quốc cung quý rồi. Bị cái thời kỳ này lớn ấy, mà căn cứ theo lời của thầy đó là chúng ta được ăn ngủ rất lớn. Mà cái giai đoạn nào mà đức thầy nói rằng chúng ta được ăn ngủ rất lớn, quý vị ráng tu đi, ít nhiều gì đức thầy cũng cứu đó. Trong cái bài khuyến thệ, ở trong cái bài sứ mạng thầy nói là khuyên kẻ thế, là thế gian mình đó, là hướng thiện ngoài đầu. Đây là hướng thiện thôi chứ phải làm hết 10 điều thiện. Hướng thiện ngoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn thôi, chỉ bớt thôi nghe quý vị. Mà thầy cứu đó, để kiếp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ lực trời thượng Phật, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhị màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta đó là kiến diện bậc chân sư, là sau này đó là Đức Di Lặc ngày sẽ trở lại và thuyết ba trần pháp. Trần pháp thứ nhất là độ được 96 ức lương căn, trần pháp thứ hai là độ được 94 ức lương căn, và trần pháp thứ ba là độ được 92 ức lương căn. Như vậy thì bây giờ ngay giờ phút này là chúng ta nên hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giấc dùm. Hay là tinh nữ thiện nam dình
cho lăng lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài. Bên gác chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chỉ trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa tận quần gỡ một mối, phàm trần diễn kiếp kiến bồng lai. Vậy là thiên địa tận quần có một mối gì biển Đông đó vậy? Mà biển Đông kỳ này là để thầy cho biết là chim lúa bay, chim đua bay cá lại trên mồi ngọn, thủy triều nô nút sụt sôi bầu, trái đất bột phen lương chuyển. Thành thử ra là thiên cơ biến đổi can qua gẫm trăm thế giới, còn đôi ba phần nếu chứng trên bụng nổ thì còn 2-3 thôi. Thì bây giờ đó là non thần gian chuyển cùng ngồi sĩ phân. Thì nhân viên hôm nay được đệ hậu đến đây để hỏi cái câu là đời cùng tu gấp kịp, thì chúng tôi cũng xin nói qua những cái đại ý, những cái lời thánh huấn của đức thầy và trong cái hệ vũ sư kỳ hương. Thì chúng tôi xin gửi đến lời chúc toàn thể chư đồng đạo xa gần, chúng ta có duyên thì nghe để rồi chúng ta hoài đạo hướng thiện, rồi bằng tăng giúp dùm và tu cái kiếp nó không quá trễ, để cho nó kịp thời kỳ Long Hoa Đại Hội. Và đến đây cũng xin hết lòng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn được qua cái cơn bệnh dịch và thân tâm thường an lạc.